thưa sư có một số người chủ trương chỉ học thôi khỏi hành và ngược lại hành thôi khỏi học xin sư cho ý kiến trong tăng chi bộ kinh chương hai pháp đức thế tôn có nói đó cho tới chừng nào các vị pháp sư tôn trọng các vị thiền sư và các vị thiền sư tôn trọng các vị pháp sư. Cho tới chừng nào các vị đi theo pháp học tôn trọng pháp hành và các vị pháp hành tôn trọng pháp học thì chừng đó tăng đoàn còn hưng thịnh. Còn nếu như những vị đi theo pháp học á, chỉ trích những vị đi theo pháp hành thuần túy là đi theo pháp hành không có pháp học rằng ông chỉ hành mà ông không có kiến thức không có giáo lý không biết những lời kinh mà đức phật đã hướng dẫn thì ông biết cái gì để ông thực hành còn những người đi thuần túy theo pháp hành á, thì chỉ trích những người thuần túy theo pháp học rằng ông chỉ có học nhưng mà tâm của ông lúc nào cũng sao động Ông không có định tâm Ông không có thực hành Thì ông chỉ là những cái tủ đựng kinh di động Thì như vậy ông học để làm cái gì? Cho tới chừng nào mà hai bên này đó Mà xích mít xung đột lẫn nhau Thì Phật giáo sẽ đi xuống Phật giáo sẽ tan rã Chính bởi vì như vậy sư không khuyến khích cái chuyện là mình đứng ở bên này rồi mình chỉ trích bên kia và rõ ràng đây là lời dạy của phật có thể chúng ta thuần túy đi theo pháp học thì đừng bao giờ chỉ trích những người đi theo pháp hành hoặc nếu như chúng ta thuần túy đi theo pháp hành thì đừng bao giờ chỉ trích những người đi theo pháp học không có nên bởi vì nó là cái họa cho đạo nó chỉ đưa đến sự tranh cãi đi đến sự chia rẽ mà không đi đến sự lợi ích còn nếu như quý vị hỏi là cái chuyện mình chỉ thuần túy học thôi khỏi hành hoặc là hành thôi thuần túy không phải học có được hay không thì sư vẫn có thể nói được nhưng mà tùy người không thể áp dụng cho tất cả được. Có những người đó họ ưa thích pháp học thì họ có thể đi theo pháp học. Có những người họ ưa thích pháp hành nhưng mà cái khả năng học của họ đó họ không ưa thích thì họ có thể hoàn toàn đi theo pháp hành. Nhưng đó là những trường hợp cá biệt. Và cá nhân sư thì sư không khuyến khích. Còn theo chung trong chú giải của pháp cú thì có lời đề nghị như thế này. Tuổi trẻ thì hãy dành phần lớn thời gian, ví dụ như là 4 phần đi, thì dành 3 phần 4 cho pháp học, 1 phần 4 cho pháp hành. Cái tuổi à, trung niên á, thì dành một nửa thời gian cho pháp học và dành một nửa thời gian cho pháp hành. Về cái tuổi lão niên á, thì dành 3 phần 4 cho pháp hành và 1 phần 4 cho pháp học còn cái lúc mà mình cận kề nhắm mà mình gần chết ấy, thì dành toàn bộ thời gian cho pháp hành đó. thì đó là lời đề nghị của sư dựa trên kinh tạng và chú giải